quý vị và các bạn trong chương trình thông tin từ cơ sở hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Trong những năm qua, chương trình đột phá về cải cách hành chính được thị xã Trảng Bàng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tập trung các nội dung theo nghị quyết số 02 và đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đến nay, có 8 trên 8 mục tiêu của chương trình đột phá đạt kế hoạch, tạo chuyển biến cơ bản, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thị xã. Chỉ số cải cách hành chính thị xã có chuyển biến, tăng dần theo từng năm. Cụ thể, năm 2020, thị xã đứng thứ 8, năm 2021 đứng thứ nhất và năm 2022 đứng thứ 3 trong 9 huyện, thị xã, thành phố. Từ năm 2020 đến nay, thị xã đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 9.691 hồ sơ, đã giải quyết 9.618 hồ sơ, đạt 99,24%. Trong đó, giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 98,53%, trễ hạn chiếm 0,71%. Chỉ số cải cách hành chính cấp xã có sự chuyển biến tăng đều theo từng địa phương. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông của thị xã đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ công chức phục vụ tại các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính từ xã đến các xã, phường đáp ứng trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc. Mức hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ công được khảo sát đánh giá trên 95%. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2022, thị xã Trảng Bàng đã huy động gần 1.499 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã, đến nay, thị xã Trảng Bàng có 4 trên 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có xã Hương Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã đạt 98,19%. Tính đến năm 2022, thị xã đã huy động gần 1.499 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách trung ương gần 58 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 262 tỷ đồng, ngân sách thị xã gần 55 tỷ đồng và ngân sách xã hơn 8 tỷ đồng, vốn vay tín dụng hơn 366 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hơn 161 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 440 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 146 tỷ đồng. Năm 2023, thị xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2023, xã Phước Chỉ đạt xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị, trên địa bàn thị xã Trảng Bàng hiện có khoảng 56 cơ sở sản xuất chế biến gỗ và các sản phẩm về gỗ. Do đặc tính của gỗ dễ bắt cháy nên nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn tại các cơ sở này. Để đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thị xã Trảng Bàng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất chế biến gỗ nhằm giảm thiểu nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Trong chương trình thông tin từ cơ sở kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Trước nguy cơ cháy nổ cao từ các cơ sở sản xuất chế biến gỗ, công an thị xã đã thực hiện phân cấp các cơ sở để đưa vào diện quản lý. Trong số 56 cơ sở sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn thị xã, có 2 cơ sở do công an thị xã quản lý và 54 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về việc kiểm tra chuyên đề an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2023, công an thị xã Trảng Bàng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên đề 3 đối với các cơ sở sản xuất chế biến gỗ theo phân cấp quản lý. Thực hiện kế hoạch của công an tỉnh Tây Ninh và công an thị xã Trảng Bàng về kế hoạch kiểm tra cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, thì qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ sở đối với công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, kịp thời chấn chỉnh những sai sót vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, nhằm đảm bảo tài sản, vật chất, con người tại cơ sở, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng lồng ghép là tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy đối với người đứng đầu cơ sở. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm cho ngành trang trí nội thất và ngành xây dựng, những năm qua, công tác bảo đảm về an toàn cháy nổ trong doanh nghiệp được Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh, địa chỉ ấp Bùng Binh, xã Hương Thuận, thị xã Trảng Bàng quan tâm hàng đầu.
Công ty hiện có nhiều khu vực nhà xưởng và các nguyên vật liệu dễ bắt cháy. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy, không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công nhân. Đơn vị đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở gồm 85 thành viên, thường xuyên được tập huấn, huấn luyện nâng cao nên có khả năng triển khai lực lượng phương tiện tại chỗ nhanh và dập tắt hiệu quả đám cháy ngay lúc mới phát sinh và chi viện khi có yêu cầu. Công ty chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy như nguồn nước dự trữ phục vụ phòng cháy chữa cháy và phương tiện trang bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ, hệ thống điện được lắp đặt bảo đảm an toàn và phù hợp, phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ được xây dựng phù hợp với thực tế về tính nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ và tai nạn tại công ty. Phương án chữa cháy được thực tập định kỳ hàng năm và luôn đạt kết quả cao. Việc trang bị, bố trí, lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện cứu nạn cứu hộ đảm bảo chất lượng hoạt động theo quy định. Đường giao thông nội bộ trong cơ sở luôn thông thoáng, đảm bảo xe chữa cháy tiếp cận được với các nhà máy, các lối thoát nạn luôn đảm bảo không bị che chắn. Bên cạnh đó, công ty đã ban hành, niêm yết, triển khai nội quy về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty. Các bản nội quy, hướng dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn, sơ đồ thoát hiểm bố trí tại các cửa, cầu thang bộ, đảm bảo dễ thấy và phục vụ tốt cho công tác thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Đối với việc chấp hành nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, công ty chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi họp đầu giờ lồng ghép với việc sinh hoạt sản xuất, đồng thời triển khai các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho toàn bộ cán bộ nhân viên của nhà máy. Từ đó, tất cả cán bộ nhân viên nhà máy đều nhận thức rất tốt về các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng như các thao tác cơ bản trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy. Là một công ty hoạt động về kinh doanh và sản xuất đồ trang trí nội thất mà chủ yếu là phần gỗ chiếm tới 80-90% của sản phẩm của công ty, thì công ty chúng tôi rất là ý thức cái công tác mà phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng, trong toàn bộ công ty là cực kỳ quan trọng đó. Cho nên chúng tôi đặt cái chuyện này lên hàng đầu. Hiện nay thì nhà máy chúng tôi đã được xây dựng dựa trên các cái tiêu chí về an toàn phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, công việc kiểm soát, kiểm tra an ninh an toàn của nhà máy ở trong các cái công đoạn như là tổ chức các phân luồng giao thông, lối đi hoặc là bố trí các cái hàng hóa, vật chất trong nhà máy làm sao đảm bảo được an toàn. Đặc biệt là các cái vật tư vật liệu có nguy hại cao gây ảnh hưởng cũng được chúng tôi bố trí theo đúng quy định và bố trí ở những nơi mà tách biệt với lại cái khu vực dễ gây ra ảnh hưởng xấu tới cái an toàn của toàn nhà máy. Các cơ sở sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn thị xã Trảng Bàng phần lớn hoạt động theo mô hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nằm xen lẫn trong các khu dân cư, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các khu dân cư nói chung và các cơ sở sản xuất chế biến gỗ nói riêng, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thị xã đã tổ chức hơn 80 cuộc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất chế biến gỗ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian tới thì cũng tham mưu cho cấp chính quyền địa phương các văn bản về công tác phòng cháy cháy tại cơ sở để kiểm tra chấn chỉnh lại những cái mặt tồn tại thiếu sót trong công tác kiểm tra phòng cháy cháy tại các cơ sở địa bàn trọng điểm của thị xã Trảng Bàng. Bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền cho ngưỡng đầu cơ sở chấp hành nghiêm về pháp luật về công tác phòng cháy cháy cứu hộ nạn tại cơ sở mình sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cái tính mạng tài sản của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, rất cần ý thức của các chủ doanh nghiệp, người lao động đối với công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Quý vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình thông tin từ cơ sở do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.